Thưa quý vị, hôm nay mình xin giới thiệu với quý vị về một món ăn ngon dồi trường bạch tuộc xào với khóm và rau cần. Bây giờ mình sẽ giới thiệu với quý vị món ăn này và cách làm của món ăn này ra sao. Bây giờ mình xem video nhé quý vị. Thưa quý vị, hôm nay mình xin giới thiệu với quý vị về cách làm dồi trường xào hải vị. Tại sao gọi là dồi trường xào hải vị? Thì hải vị, hải là hải sản nha quý vị, còn vị là gia vị. Ở đây dồi trường hải sản thì chỉ có bạch tuộc hơn nha quý vị. Món này thì chỉ có khóm, rau cần như quý vị đã thấy đó. Và đây là dồi trường. Miếng dồi trường rất là ngon nha quý vị. Dồi trường này á, thì mình đã rửa sạch rồi, có rửa và rượu luôn cho nó tránh cái mùi tanh nha quý vị, cho nó thơm hơn, và đã luộc chín. Luộc thì mình chỉ bỏ vô tí muối thôi cho nó mặn mặn tí, nó ngon hơn nha quý vị. Miếng dồi trường rất là ngon. Và đây là dĩa bạch tuộc nha quý vị. Bạch tuộc này thì mình cũng đã làm sạch rồi, và đã cũng đã rửa tí rượu, tại vì rượu nó khử cái mùi tanh của hải sản đó quý vị, hay là cá thịt cũng vậy, có rượu vô thì nó sẽ thơm hơn, rửa nó sạch hơn. Mực rất là ngon nha quý vị, nhìn con mực trắng tinh luôn. Và sau khi mình đã chuẩn bị sẵn các món gồm dồi trường, bạch tuộc, khóm và rau cần ống nha quý vị, ba cái đã chuẩn bị xong, thì mình sẽ bắt chảo lên bếp và mình xào. Hấp dẫn quá hay quý vị. Sau khi đã chuẩn bị rồi thì mình trộn dồi trường với bạch tuộc lại với nhau nha quý vị. Và mình ướp gia vị vào. Gia vị thì cũng rất đơn giản nha quý vị. Chỉ tí muối nè, khoảng một muỗng cà phê hơn nha quý vị, và một tí bột ngọt nè, và sau cùng là một tí đường nha quý vị. Nhìn rất là ngon. Rồi sau khi mình đã bỏ gia vị vào thì mình trộn đều lên nha quý vị. Mình trộn đều lên thì khoảng để khoảng 5 đến 7 8 phút cũng được. Sau đó mình hãy xào cho bạch tuộc và dồi trường nó thấm gia vị nha quý vị. Nó mình nêm gia vị rồi mình cứ trộn đều lên, sau đó thì mình cứ để khoảng 5 7 phút. Rồi mình để khoảng đó gì. Sau thời gian này rồi thì mình bắt chảo lên. Rồi mình để mở vô nha quý vị. Đó, sau khi để sôi một tí xíu khoảng 50 giây á quý vị, cho chảo nó mở nóng lên. Rồi mình để dồi trường với bạch tuộc vào nha quý vị. Tại vì bạch tuộc thì nó rất là mau chín. Rồi dồi trường thì mình đã luộc vừa chín rồi, bây giờ mình xào cho bạch tuộc nó chín nữa, rồi mình bỏ gia rau vào, thế là xong nha quý vị. Thì mình xào khoảng từ 3 đến 4 phút thì bạch tuộc nó sẽ chín nha quý vị.
khi xào này thì mình để lửa cao cao nghe quý vị, nó như quý vị đã thấy đó, mình để lửa cao cao lên thì xào nó chín nó sẽ ngon hơn. Khi để vô thì mình xào cho đều nha quý vị, đừng con bạch tuộc nó chín đều hơn. Bạch tuộc với dồi chường thì ăn rất là bổ nha quý vị, chất dinh dưỡng rất là nhiều, rất là tốt cho sức khỏe. Xôi ụt ụt luôn nha quý vị, rất là ngon. Món này thì các nhà hàng, các quán ăn đều cũng rất bán rất là nhiều nha quý vị, mà người ta cũng ăn món này rất là nhiều tại vì rất là ngon, rất là bổ nữa. Rồi sau khoảng từ 3 đến phút 4 phút rồi mực nó bạch tuộc nó chín rồi thì mình bỏ khóm với rau cần vào nha quý vị, mình bỏ một lượt luôn. Sau khi mình bỏ vô thì mình cũng xào đều đều lên đến khi khóm và rau cần nó chín thì mình nhắc xuống nha quý vị. Nó cũng rất là mau chín tại vì rau cần này thực tế thì ăn sống cũng được và khóm cũng vậy, để chín quá thì nó không ngon nha quý vị. Vừa chín thời thì mình nhắc xuống được rồi. Chà, ngon quá quý vị ơi. Rất là hấp dẫn nha quý vị. Thường mình xào cái chảo này, hải sản này thì khoảng 2 dĩa nha quý vị. Tại vì nhà mình thường thì có 4 người ăn thôi nên mình làm khoảng 2 dĩa là ăn đủ nha quý vị. Rất ngon. Ăn ở gia đình cũng rất hấp dẫn, ăn ở nhà hàng thì cũng hấp dẫn lắm nghe quý vị. Món này rất là ngon. Hầu như các quán ăn ở bình dân, ở quán ăn gia đình hay là nhà hàng đều có món này nghe quý vị. Món này rất là thịnh. Rồi sau khi đã chín tắt lửa rồi mình sẽ múc ra dĩa nghe quý vị. Mình múc ra dĩa xong mình trang trí lại cho đẹp nghe quý vị. Nhìn rất hấp dẫn, rất ngon nha quý vị. Đây, dĩa đây. Rồi khi đã múc vào đầy dĩa rồi thì mình đem qua bàn, mình sắp xếp lại, trang trí lại và mình bỏ vô chút tiêu nghe quý vị. Rồi sau đó mình dùng. Chà, rất hấp dẫn, rất ngon quý vị ơi. Đây là tiêu nghe quý vị. Rồi mình bỏ tiêu vào. Ai ăn cay được thì mình bỏ nhiều tiêu vô, còn ai ăn cay không được thì mình bỏ ít tiêu thôi nghe quý vị. Tại còn một dĩa nữa thì mình không có trang trí tiêu lên. Dĩa này thì người lớn ăn, còn dĩa còn lại thì các bé hay là ai ăn cay không được thì mình ăn nghe quý vị. Trời, hấp dẫn quá quý vị ơi, rất là ngon nghe quý vị.
Món này mình làm ở nhà thì cũng vừa rẻ vừa ngon và rất bổ dưỡng nha quý vị. Rất là dễ làm. Ai cũng có thể làm được hết nếu mình xem video này xong. Rất là dễ thôi quý vị ơi. Không khó. Đây và dĩa còn lại đây. Dĩa còn lại thì cũng ít hơn cái dĩa đầu tiên mình đem ra nha quý vị. Nhưng mà không có cay. Dĩa còn lại mình không có bỏ tiêu vô nha quý vị. Nó cũng rất là ngon. Thành phẩm thì chỉ hai dĩa này thôi, ngon quá quý vị ơi. Và ăn cái món này thì không thể thiếu nước chấm, mà nước chấm là phải nước tương nha quý vị. Nước tương nó mới rất là ngon, rất là tuyệt vời. Ăn rất là hấp dẫn. Ngon quá quý vị ơi. Rồi, món ngon mỗi ngày của mình đã xong. Bây giờ mình cảm ơn quý vị đã xem video và hẹn gặp lại quý vị vào món ăn lần sau mình giới thiệu món khác sẽ ngon như món này. Và cảm ơn quý vị đã xem video nhé.